Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả channel YouTube của mình và mình là Kiến Nguyễn. Trong video này thì mình sẽ mang đến cho các bạn một chiếc máy ảnh phim PNS nhưng mà lại rất đắt đỏ. Đó chính là chiếc Fujifilm Natura S. Và để cho cái chiếc máy này nó phát huy hết được tác dụng thì mình cũng sẽ mang đến một cái cuộn phim cũng đắt không kém. Một cuộn phim với mức ISO 1600. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video của tuần này nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng đến với cái chiếc máy PNS của chúng ta ngày hôm nay. Thì cái chiếc máy Fujifilm Natura này nó được sản xuất vào năm 2001. Nhưng mà tới năm 2006 thì nó đã được ngừng sản xuất rồi. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì cái mức giá của chiếc máy ảnh này vô cùng đắt. Nó sẽ rơi tầm khoảng 15 cho tới 19 triệu cho một cái chiếc máy như thế này, tùy ngoại hình. Lý do cái chiếc máy này nó đắt bởi vì thứ nhất là nó không được sản xuất nữa. Và thứ hai là cái chiếc máy này sở hữu một chiếc ống kính rất đặc biệt. Thì các bạn có thể nhìn thấy là cái chiếc ống kính này của chúng ta sẽ có một cái khẩu độ mở rất lớn, đó là f1.9 và tiêu cự của nó sẽ là 24mm. Chúng ta hoàn toàn có thể chụp rất là nhiều thể loại với cái chiếc ống kính này, vừa có thể chụp phong cảnh này, hoặc là chúng ta có thể chụp chân dung với khả năng xóa phông rất tốt. Bên cạnh đó thì cái chiếc ống kính này sẽ còn có một lớp phủ EBC rất là nổi tiếng của Fujifilm nữa. Nó sẽ mang tới cho chúng ta những cái bức ảnh sắc nét và cũng như là màu sắc rất là ấn tượng dành cho những ai mà chụp ảnh phim với chiếc máy ảnh này. Cái chiếc máy ảnh này của chúng ta thì nó cũng không quá nhiều tính năng đâu. Ở phía trước này thì chúng ta sẽ có một cái ống kính, một cái flash và những cái phần để chúng ta có thể ngắm cũng như là đo sáng. Và phía bên này của máy chúng ta sẽ có một nơi lắp pin. Và cái pin máy dùng nó là CR2, một loại pin cũng tương đối là dễ kiếm ở thời điểm hiện tại. Vì cái chiếc máy ảnh này được sản xuất cho thị trường Nhật Bản, thế nên là các bạn phải nhìn thấy là ở phía sau của máy nó sẽ toàn là tiếng Nhật thôi. Nhưng mà bạn đừng có lo nhé, vì chúng ta chỉ cần bấm vài lần thôi là chúng ta có thể đoán được cái chức năng của nó là gì. Phía trên này của chúng ta thì sẽ có một cái nút mở máy này. Đó, phía sau này là chúng ta sẽ có bốn cái phím điều hướng cũng như là có một phím tròn ở giữa. Chúng ta chỉ cần bấm phím tròn là chúng ta có thể di chuyển giữa các cái chế độ ở đây. Thì ở phía trên cùng là chúng ta có thể tắt mở được flash này. Ở phía dưới của chúng ta thì là sẽ để chế độ hẹn giờ hoặc là bấm chụp với remote. Và ở phía dưới nữa là chúng ta sẽ có cái chế độ AF. Chúng ta có thể chế độ AF tự động do máy quyết định này, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn cái chế độ AF vô cực để chúng ta có thể chụp phong cảnh. Và cuối cùng chính là cái khả năng in được cái ngày giờ lên trên bức ảnh phim của chúng ta. Nhưng mà mình thì không thích cái chế độ ấy lắm nên là mình sẽ tắt cái chế độ ấy đi. Và ở dưới đây là chúng ta sẽ có thêm một cái ô để có thể thể hiện được cái mức pin mà máy đang có. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái phần lắp phim. Thì muốn lắp phim ở máy chúng ta sẽ cần gạt cái cần ở trên đây là bộ phim sẽ tự động mở ra. Cách lắp phim của máy này thì cũng tương tự như các cái máy PNS khác thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái cuộn phim của ngày hôm nay. Nó chính là Natura 1600. Nó cùng tên với cả chiếc máy của chúng ta ngày hôm nay. Thế nên là nó có một cái điều rất là đặc biệt khi mà chúng kết hợp lại với nhau. Cuộn phim này thì có mức giá khá là cao. Hiện tại mình mua nó đợt trước là 900.000. Nhưng mà nếu bạn mua lại ở trên eBay thì mức giá nó còn khủng khiếp hơn nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp cái cuộn phim này vào trong máy để xem là nó có điều gì đặc biệt khi mà kết hợp với cả Fujifilm Natura S nhé. Đây chính là một cuộn phim đắt nhất mà mình từng được sử dụng, Natura 1600. Và cái cấu tạo buồng phim của chiếc máy này thì nó cũng tương tự như cái chiếc PNS khác. Đầu tiên chúng ta sẽ đưa phim vào đây. Đó, mình sẽ cài miếng phim vào đây. Sau đó là mình sẽ kéo một chút phim ra, gài nhẹ vào đây. Và một cái mẹo để chúng ta có thể lắp được phim vào PNS một cách chính xác và không bị tuột phim ấy, đó là ở cái phần bánh xe ở đây chúng ta sẽ có một cái răng cưa ở đây này. Thì chúng ta sẽ đưa cái lỗ phim của chúng ta vào đấy. Thì khi mà chiếc máy này đóng lại, nó sẽ có thể cuộn được cái miếng phim của chúng ta một cách chắc chắn hơn. Và sau khi mà chúng ta đã cài chắc chắn cái miếng phim vào trong cái móc ở đây rồi thì chúng ta chỉ cần đóng máy lại thôi. Và bây giờ thì máy nó sẽ tự lên phim của chúng ta luôn. Và bây giờ các bạn có thể thấy là máy đã lốt đủ 36 kiểu từ cuộn phim của chúng ta rồi. Nhưng có một điều đặc biệt là các bạn có thể thấy là nãy là chúng ta chưa lắp phim, nhưng mà máy nó không hiện cái chữ NP này. Đó. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta lắp được cái cuộn phim vào rồi thì nó sẽ hiện cái chữ NP này lên. Thì cái NP này nó chính là viết tắt của từ là Neutral Photo. Khi mà các bạn lắp những cái cuộn ISO từ 800 ISO trở lên thì máy sẽ bật chế độ ấy lên. Và nó sẽ tự động tắt đi cái chế độ flash cũng như là mở khẩu lớn nhất ra để chụp ở trong những cái điều kiện thiếu sáng. Và bây giờ chúng ta sẽ chụp cái kiểu cuối cùng ở trong cái chiếc máy ảnh này nhá. Nặng quý.
3. Ok. Và sau khi mà chúng ta chụp cái kiểu cuối cùng ấy thì máy nó sẽ tự động tua phim về cho các bạn luôn. Đó. Và sau khi mà nó hiện cái chữ E ở trên máy như thế này thì chúng ta cứ mạnh dạn mở buồng phim ra. Đó. Phim đã được thu một cách gọn gàng vào trong máy rồi. Giờ thì chúng ta chỉ cần cầm cuộn phim này và đi tráng rửa thôi là xong.